Ê, nó nghe nè, bánh này mày đâu có biết của ai đâu mà. Này của ai? Mẹ con bánh. Hả? Con nhảy cho cô. Cái bánh này của cô hả? Dạ. Phải không? Con có xin cô chưa? Ok. Mở ra đi, mở ra đi. Đây nè, mày mở cho, mày mua, mua, mày mở cho. Nói làm sao, cảm ơn mẹ chưa? Rồi, đây, đây, cái cọc tóc chứ, cái đầu tóc gì lạ lùng vậy. Cái bánh nó giống nhau hết, cái bánh giống nhau hết, không khác gì hết. They are the same. Vậy đi, they are the same. Bánh giống nhau hết, không có khác cái nào hết. Bỏ vô. Đó có gì chổng không? Đó là lấy ra ăn đi. Hi. Anh ở trên lầu á con. Anh ở trên lầu anh nói hi. Hi. Ở trên lầu á, đi vô rồi. Bánh nó ngon không? Sao đau miệng hả? Nè. À, con cắn nè, con bị đau miệng hả? Đi đâu á? Lại ghế ngồi. Đi đâu á? Thấy không? Không cứ thôi yêu. Chạy đâu vậy? Ai chạy đi, where you going? Can you say hi? Đi đâu chạy? À, trời đất ơi. Có được không? Quay gần gần cho cô chú coi cho chất lượng hình ảnh nó đẹp. Trời ơi, té bị lọt vô lỗ luôn rồi kìa. Muốn ngồi vậy hả? Chị nhớ cái này ở đây á, chơi năm ngoái á chơi. Năm ngoái có sinh nhật của cái bạn kia kìa, chị nhớ không? Có chơi đi qua đây, chơi qua nhà bạn đó, chơi ăn sinh nhật, cái mẹ ngồi ngoài đây mẹ chờ chơi đi ăn sinh nhật về, mẹ ngồi đây mẹ bị mũi cắn quá trời á, nhớ không? Nhanh thiệt. Ơ trời trời trời. Tại sao? Cô kêu. Cô kêu ai? Cô kêu chay ơi chay hả? Kêu nào? Trời ơi, xạo dễ sợ không? Có cô nào nói tiếng Việt mà kêu chay ơi chay? Cái chay. Trời ơi, xạo dữ ơi trời, ai mà kêu cô nào mà kêu tiếng Việt mà kêu cô kêu chay ơi chay? Trời phải xạo dễ sợ. Đâu á? Vô nhà ta lấy banh tự tiện kìa, anh kìa, anh đi hút nước tắm kìa, chạy lên chế anh kìa. Anh kìa, anh đang tắm dưới kìa con. Anh đang tắm dưới mương kìa. Trời ơi, đằng trước mặt kìa chị hai. Chị sao chị chậm quá. Rồi xong luôn. Rớt bánh luôn. Đây mẹ, cho mẹ lụm cho. Say hi. You wanna say hi? Hi, say hi. Trời ơi, chạy trốn. Trời ơi. Wow. Trời ơi, con đi tắm với anh đi. Oh, wow. Oh, JD, you wanna go down too? Trời ơi, coi bà xuống xuống với người ta luôn kìa, coi được không? Trời đất ơi. Wow. JD, I don't think you can do that. You're gonna fall. JD.
can't is not in my vocabulary. Anh nhảy xuống ướt rồi, con nhảy xuống với anh ướt rồi đó. Cow, you got a cow. 1, 2, 3. Good job, JD. Okay. Oh, that's fine. No. How old is she? She's 2.5. Okay. He's like 4. Yeah, he'll be 4 in like 2 weeks. Anh nó 4 tuổi. Ước mong mà đi bà nhảy theo người ta. Anh bắt chước bắt chước. Just like a duck. Let me ask how the ducks get out of the water. Whoa, 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 Shep. Nope, nope further. See how that rash guard, like people. That rash guard, that shirt that. Lâu 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 con nít tới. Come on up. Deeper, okay? Cái anh này hiền nè. What's wrong? Will you slash him? Should we get a statue back? Trời ơi. Tạt nước người ta đã, anh ta tạt lại chạy lên mép mẹ. Michael, get over here. Oh, Shep, I don't think she wants to be splashed. Why are you guys splashed at the water? Thằng bé này nó chuẩn bị nó tạt nước chay, cái mẹ nó nói là mẹ nó không có nghĩ là chay thích bị tạt nước đâu. Shepherd. Oops. Đã nào. Slash her back. Do it. Do it. Yeah, do it. No, JD, you can't do that. Nó tạt ra, ta tạt lên. Thank you. Đang đi dạo đó, không có mặc đồ bơi đó, nhảy xuống luôn. Chay á, chay đăng. JD, don't drink the water. Có ớn bao, đây chứ. Mặc cái sườn xám mà đi bà ta xuống tắm. Nhảy xuống luôn. Trời ơi, bà ngồi xuống luôn. Bà đưa bà chỗ bà trở cái lưng bà lại, bà trở bà lưng bà lại. Để bà đỡ nước á. No, don't.
dirty water. Well, just don't put your hands on. Too much. Stop. Give her a break. I like it when you guys give each other breaks. Does everybody need a break? Oh, you got it. Chef, give her a break for a minute. Yeah. Be careful, honey. That's going to hurt your foot. Đó, trời nãy giờ cho 15 phút đồng hồ. Nhảy miết ra. The big wave's coming in. Big wave. Get it, boss! Two. Oh, one more jump and then we gotta go inside, okay? We gotta eat dinner. Nope, the sand stays inside the lake. Okay. Wash your hands. Okay. Okay. Yeah, wash your hands on the dirt, okay? Anh đang bốc cát nên nó quá trời. Chạy đi. Ba nó nói, mẹ nó nói là con được nhảy 3 cái thôi. Nó nói cho con thêm cái nữa. Okay, make it a good one. But, getting a long run, God. Good one, Chef. Rồi đứng lên đi vô, đi vô, đi vô. Con làm gì rửa chân hả? Rửa chân gì đấy. Đi vô nhà mẹ rửa cho, rồi còn giặt đồ luôn hả gì? Thôi thôi đi, đi, đi vô, mẹ rửa cho mẹ bỏ vô đồ vô máy giặt đi. Để lên. Có được không? Đi thôi mày đi vô à. Lẹ đi anh đi vô rồi con đi vô luôn đi. Lạnh lắm á trời ơi, cái nước y như nước đá đó mà làm như giỡn á. Đi, đi lên, đi lên. Không, không, không. Mẹ vô mày giặt cho. Trời ơi. Có gì giặt đồ nữa trời. Ngày mai mày đem đóng đồ rồi mày cho ngồi đây cho giặt tới chiều. Khỏi lo đi. Lẹ lên, đi vô. Trời ơi, con này. Trời nó ngồi xuống luôn trời ơi trời. Không biết lạnh là gì thì cái mấy đứa này để coi thôi có nước lạnh không. Trời ơi ông nội. Như nước đá. Ừ chơi bị té. Đi 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 vô. Cái gì mà giặt đồ hoài vậy. Hả. Thôi thôi mày đi vô. Thôi thôi thôi. Không chơi con này nữa đi vô. Thôi nha. Đi vô thiệt á. Ở đó đi. Bye bye. Mấy người đó, mấy người ngồi đằng đó mà thấy thấy con trai, mới đầu thấy con trai ngồi Ngọc á thì mấy người đó không có nhìn trai. Nhưng mà khi mà thấy Ngọc đi xa 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 trai bắt đầu mấy người đó mới nhìn trai. Đẻ lên lẹ. Trai. Con ghê ghê kìa. Chết bà, con ghê ghê đi dí con trai. Chạy chạy chạy. Trời ơi, ghê 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 quá. Trời mày vô nó đứng miết rồi. Trái vô. Trời ơi giờ tới giờ quét cho hen nữa vô đây. Trời ơi.
nó kiếm chuyện ông, nó hết quá ấy rồi, giờ tới nó wash your hand, nó qua rửa tay đủ đường hết rồi. Xong chưa, đủ bộ chưa nè? Vô đây wash đây nè, wash trong đây nè con, vô đây nè. Em ăn cả này. Gì? Ăn nào? Này. Ủa, con kia sao sao con không ăn? Ăn đó đi. Xin cô yêu. Tự nhiên này xin cho quá vui là gì? Ăn hết cái đó luôn, cái đó là phải ăn hết. Phải ăn hết rồi nè, mẹ ăn cho con coi, con đưa đây mẹ ăn cho con coi. Cái này nè, chôm chôm á, nó phải có cái vỏ như vậy, mình phải ăn nó cứng như này mẹ không? Nuốt nào. Thấy không, chứ con không có ăn mà phải ăn hết cái vỏ, tại vì cái vỏ nó vậy á, thôi chứ không có sao á, ăn được. Nè con coi mẹ ăn nè. Coi mẹ ăn nè. Con phải nhai. À, thấy không? Chứ con ăn mà con ăn chôm chôm, mà con ăn chôm chôm tróc mà con ăn kỳ á.